nghệ sĩ Mai Thanh, ông già hiện hậu trên màn ảnh qua đời. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nghệ sĩ Mai Thanh được gia đình đưa đến bệnh viện Vạn Hạnh điều trị. Sau đó sức khỏe chuyển biến xấu, ông được chuyển qua bệnh viện Nhân dân 115. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình chăm sóc, nhưng nghệ sĩ Mai Thanh đã ra đi mãi mãi trong giấc ngủ trưa. Sự ra đi của nghệ sĩ Mai Thanh làm nhiều khán giả đồng nghiệp không khỏi tiếc thương, dù vẫn biết sinh lão bệnh tử là không tránh khỏi. Đối với khán giả cả nước, nghệ sĩ Mai Thanh để lại sự yêu mến trong nhiều phim truyền hình, đặc biệt là các tác phẩm như Xóm Nước Đen, Chuyện của Tuấn, Người Đẹp Tây Đô, Long Thành Cầm Giả Ca, Khi Người Điền Biết Yêu, Giai Nhân Và Ác Quỷ, Lá Sầu Riêng. Vóc dáng khắc khổ, chòm râu bạc trắng, Mai Thanh thường được giao các vai lão có tính cách hiền hậu, số phận truân chuyên. Ngoài điện ảnh, nghệ sĩ Mai Thanh còn là diễn viên sân khấu đóng đinh trong các vở ăn khách một thời như Lá Sầu Riêng, Vó Ngựa Truy Phong, Dưới Hai Màu Áo. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương hoài niệm, ngày xưa Mai Thanh rất đắt show, quay cho nhiều ban kịch truyền hình, chủ yếu là vai lão. Mỗi khi tập tu, Mai Thanh rất hay tranh luận với đạo diễn về vai của mình lẫn bạn diễn để có chiều sâu hơn, tránh trùng lập dạng vai đã đóng. Đạo diễn Thanh Hiệp khi nhận tin nghệ sĩ Mai Thanh qua đời không khỏi bàng hoàng và thương xót. Theo chia sẻ của đạo diễn Thanh Hiệp, sinh thời nghệ sĩ Mai Thanh được đồng nghiệp yêu mến kính trọng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự chỉnh chu, ý thức kỷ luật, sống yêu thương chân thành với mọi người. Dù ở tuổi thất thập cổ lại hy, nhưng mỗi khi được mời tham gia diễn xuất, nghệ sĩ Mai Thanh đều hào hứng và sẵn sàng nhận lời. Trong khi đó, đạo diễn Xuân Phước cho biết, trong những lần hợp tác cùng nghệ sĩ Mai Thanh thì ông làm việc cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệp. Hệ tới đoàn phim là nghệ sĩ Mai Thanh trực đến chừng nào hết cảnh quay mới về, chứ không chạy như nhiều người. Đồng nghiệp khi nhắc đến Mai Thanh chỉ có khen chứ không có chê, vì ông rất tận tụy, yêu nghề và là tấm gương cho những nghệ sĩ trẻ.